Mến chào quý cô chú anh chị đến với video mới nhất của kênh là TK bonsai. Chào mừng quý cô chú anh chị trở lại với nhà vườn bonsai Bé Đầm. Hiện nay kênh giới thiệu đến quý cô chú anh chị lô cây kiểng mới ha. Thì cảm ơn quý cô chú anh chị thời gian qua đã ủng hộ nhà vườn nha. Thì không để quý cô chú anh chị chờ lâu thì mình gặp nhà vườn để giao lưu chi tiết mặt hàng hôm nay nha quý cô chú anh chị. Chào khán giả đang xem kênh là TK bonsai. Nay em có lên một số cây lộc vừng, linh sam, me, cần thăng. Số điện thoại của em là 0969733713, đó cũng là số Zalo của em. Đầu tiên em sẽ lên là hai cây cần thăng. Em có dùng một mức dây, hai cây này em giao lưu là 200k. Em bao sóng bao ship luôn. Cây sống khỏe nha. Củ quệ đế nở nha. Cô chú của anh chị coi giảm hội em, về mình sang cái chậu qua là mình chơi cây mini rất là đẹp nha. Hai cây này em giao lưu là 200k, bao sóng bao ship luôn. Bốn cây xăm hương Đài Loan. Em giao lưu là 100k. Em bao sóng bao ship luôn. Trong cái giót 5 nha. Ly 5. Cây bằng ngón tay cái nha. Cô chú anh chị coi giùm hộ giùm em. 4 cây xăm núi Tâm cũng là ly 5 nha. Xăm núi trái á. Cô chú anh chị coi giùm hộ giùm em. Cây sống khỏe nha. Ba cây xăm hương Đài Loan. Em giao lưu là 120k. Em bao sóng bao ship luôn. Cô chú anh chị coi giùm hộ giùm em. Cây bự hơn con tay cái chút xíu nha cô chú anh chị. Coi giùm hộ giùm em. Ba cây linh sam song hình. Cây dán bay. Em giao lưu là 120k. Bao sóng bao ship luôn. Cây có con tay út nha cô chú anh chị. Coi giùm hộ giùm em. Ba cây sam hương cẩm thạch. Em giao lưu là 120k. Em bao sóng bao ship luôn. Cô chú anh chị coi và ủng hộ giùm em. Cây cả ngón tay cái nha, cô chú anh chị. Đầu tiên em lên cây lộc vừng. Cây mã số 1. Chiều cao là 53. Vành cũ 39. Cây 53, cây mã số 1 này em giao lưu là 250k. Em bao sóng bao ship luôn. Coi rất là quái luôn. Cụ đế nở nha, cụ chú anh chị coi giùm hộ em cây sống khỏe nha. Em lên cây mã số 2. Chiều cao là 51. Vị trí vành cũ cũng là 38. Cây trực rất đẹp mà cũ quá nha. Cây mã số 2 này em cũng giao lưu là 250k. Em bao sóng bao ship luôn. Cô chú anh chị coi giùm hộ giùm em. Cây này dáng chân nhân rất là đẹp nha cô chú anh chị. Lộc vừng bông đỏ ha cô chú anh chị. Em lên cây mã số 3. Chiều bay là 39. Vành cũ 42. Vành thăng 25. Cây số 3 này em giao lưu 200k. Em bao sóng bao ship luôn. Cô chú anh chị coi giùm hộ giùm em. Một cây bay. Ủ rất là quái luôn. Lộc vừng bông đỏ nha. Cô chú anh chị coi giùm hộ em cây sống khỏe nha. Em lên cây mã số 4. Một cây trực rất đẹp. Chiều cao là 45. Vành cũ là 52. Hoành thăng 22. Cây số 4 này em giao lưu là 250k. Em bao sóng bao ship luôn nha. Cây rễ ra quá trời luôn nha cô chú anh chị. Coi giùm hội me bữa đấy rất là nở luôn. Coi lượng đất luôn. Cây sống thần chậu khỏe nha cô chú anh chị. Về mình vô dây mình chơi thôi nha. Em lên cây mã số 5. Chiều bay là 41. Vị trí hoành cũ là 40. Vành thăng 27. Cây số 5 em giao lưu là 250k. Em bao sóng bao ship luôn. Cây bay. Cây sống khỏe nha. Thường chọn nha cô chú anh chị. Lộc vừng bông đỏ luôn. Củ rất là quái luôn. Lên cây số 6. Chiều bay là 40. Vị trí hoành cũ là 49. Cây số 6 này em giao lưu là 250k. Em bao sóng bao ship luôn. Củ rất quái luôn. Cây bay nha cô chú anh chị. rất đẹp luôn, cây sống khỏe luôn. Cô chú anh chị coi và ủng hộ giùm em. Lộc Vừng bông đỏ luôn. Em lên cây mã số 7 là một cây trực rất là quái luôn. Chiều cao là 41. Tổng vị trí bành cũ là 29. Cây số 7 này em vô lưu là 250k. Vào sống vào ship luôn. Con dính luôn cô chú anh chị, rất là quái luôn. Dừng bông đột đỏ nha. Cô chú anh chị coi và ủng hộ giùm em, cây rất là già luôn, sống khỏe luôn. Vào sống vào ship luôn. Em lên cây số 8. Chiều cao là 47. Vị trí hoành cũ là 34. Cây số 8 này em giao lưu là 250k. Em vào sống vào ship luôn. Cô chú anh chị coi và ủng hộ giùm em, thân rất quái luôn. Cũ rất là nở luôn. Cây sống khỏe cô chú anh chị coi và ủng hộ giùm em. Em lên cây mã số 9, cũng là một cái chật rất là quái luôn. Chiều cao là 42. Vị trí hoành cũ là 38. Hoành thân 24. Cây số 9 em giao lưu là 250k. Bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi và ủng hộ em, bờ đế rất là nở nha. Giờ mình còn khai thác xuống được nữa nha cô chú anh chị. Lộc Vừng bông đột đỏ luôn. Cô chú anh chị coi và ủng hộ em. Cây năm trời sống khỏe luôn. Đây là một cây số mã số 10, lùng liền lực nha cô chú anh chị. Chiều cao là 24. Hoành cũ là 31. Cây số 10 em giao lưu là 200k. Em bao sống bao ship luôn. Cây trực cô chú anh chị coi và ủng hộ em, bữa đấy rất là nở luôn. Cây sống khỏe thần chậu nha cô chú anh chị. Em lên cây 11, cây linh sam lá gí. Chiều cao là 44. Cái vị trí hoành thân là 13. Hoành cũ rồi chắc 20 mấy 30. Cây 11 này em giao lưu là 150k. Em bao sống bao ship luôn. Về mình vô dây mình chơi nha cô chú anh chị. Cây có cành có sẵn trơn nha. Cây sống khỏe nha. Đấy rất là nở luôn. Em lên cây 12. Chiều bay là 21. Hoành thân 13. Chỗ này là 15 nha cô chú anh chị. Cây 12 này em giao lưu là 150k. Em bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi và ủng hộ về, bữa đấy rất là nở luôn. Linh sam lá gí. Cô chú anh chị coi và ủng hộ em. Em lên cây 13 là một cây bay. Chiều bay 20. Hoành thân 11. Nếu mà tính cái vị trí hoành cũ này là dữ lắm à, 57. Cây 13 này em giao lưu là 150k. Em bao sống bao ship luôn. Bệ đế rất nở nha cô chú anh chị. Coi và ủng hộ giùm em. Em lên cây mã số 14. Chiều đổ là 25. Do cái vị trí này thì 14. Để rất nở nha cô chú anh chị. Cây 14 này em vô luôn là 150k luôn. Em bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi và ủng hộ giùm em. Chị mình vô dây mình chơi thôi. Em lên cây 15. Một cây chật. Chiều cao là 22. Cái vị trí này thì 14 nha cô chú anh chị. Cây 15 này em giao lưu là 170k. Em bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi và ủng hộ giùm em. Cây rất là quái cây luôn. Cây sống khỏe nha cô chú anh chị. Em lên cây 16. Chiều cao 16. Hoành cũ 46. Vị trí hoành thân chỗ này là 17. Cây 16 này em giao lưu là 170k. Em bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi và ủng hộ giùm em, bữa đấy rất nở luôn, quái luôn. Về mình vô dây mình chơi nha cô chú anh chị. Em lên cây mã số 18. Chiều bay là 34. Vị trí hoành thân này 13. Cây 18 này em vô luôn là 170k. Cây bay rất đẹp nha, cây bay cây chật nha cô chú anh chị coi và ủng hộ giùm em. Cây đâm chồi sống khỏe thường chậu nha cô chú anh chị. Linh sam lá gí nha. Cô chú anh chị coi và ủng hộ giùm em. Em lên cây 17. Chiều cao là 25. Vị trí chỗ này là Hoành Thăng này là 14. Cây 17 này em giao lưu là 170k, em bao sóng bao ship luôn. Cô chú anh chị coi giùm hộ em bờ đế rất là nở nha. Cây sống khỏe nha cô chú anh chị, coi giùm hộ giùm em. Em lên cây 19 là một cây trực. Chiều cao 17. Vị trí hoành cũ là 38. Hoành Thăng chỗ này thì 16. Cây 19 này em giao lưu là 200k, em bao sóng bao ship luôn. Bờ đế rất nở cô chú anh chị coi giảm hộ giùm em. Em lên cây phôi me chua mã số 20. Một cây trực quái nha cô chú anh chị. Chiều cao là 29. Vị trí hoành cũ là 45. Hoành Thăng là 20. Cây số 20 này em giao lưu là 300k, em bao sóng bao ship luôn. Cây lên chậu nha, sống khỏe nha cô chú anh chị, cây thường chậu nha. Coi và ủng hộ giùm em. Em lên cây mã số 21 là một cây trực. Chiều cao là 38. Vị trí hoành cũ là 39. Chỗ eo thân này thì 16. Cây 21 này em giao lưu là 250k. Em bao sóng bao ship luôn. Cây đâm chồi sống khỏe nha cô chú anh chị, thận chậu nha. Chỉ cần về mình nuôi khoảng chừng tháng nữa mình vô về mình chơi nha cô chú anh chị. Là cây sống khỏe luôn. Vì đế cắt nở luôn, củ quái luôn em, rất vàng nha cô chú anh chị. Em lên cây 22. Chiều bay là 48. Vị trí hoành cũ là 31. Hoành Thăng 14. Cây 22 này em giao lưu là 200k. Em bao sóng bao ship luôn, một cây bay rất đẹp nha cô chú anh chị. Coi giảm hội me chua rất là già luôn. Me sống khỏe luôn. Em lên cây 23. Chiều bay là 39. Tổng vị trí hoành cũ cũng 39 luôn. Cây 23 này em giao lưu là 200k. Em bao sóng bao ship luôn cô chú anh chị, coi giùm hộ em, cây me rất là quái luôn. Cây đâm trời sống khỏe nha, cây thần chậu nha cô chú anh chị, coi giùm hộ cho em, me chua rất già luôn. Mà cây mã số 24. Chiều bay là 29. Vị trí hoành cũ là 24. Cây 24 em giao lưu là 200k, em bao sóng bao ship luôn. Cô chú anh chị coi giùm hộ em, me chua rất là già nha, coi lượng đất luôn. Cây sống khỏe nha cô chú anh chị. Em lên cây phôi ha 25. Chiều bay là 34. Vị trí hoành cũ là 44. Hoành Thăng 16. Cây 25 này em giao lưu là 250k, em bao sóng bao ship luôn, một cây bay một cây trực. Cô chú anh chị coi giùm hộ giùm em. Bề đế rất là nở nha, me chua. Củ rất là quái luôn, cô chú anh chị coi giùm hộ giùm em. Em lên cây mã số 26. Chiều bay là 34. Em đo cái vị trí thân này chỗ này là 14. Củ này nằm hơi sâu nha cô chú anh chị. Củ đô hạo thôi cũng 30. Cái 26 này em giao lưu cũng là 250k. Em bao sóng bao ship luôn. Vì đế rất là nở luôn nha cô chú anh chị, coi giảm hộ giùm em. Em lên cây mã số 27. Chiều bay là 34. Hoành Thăng chỗ này là 12. Quá trời để củ sâu rồi. Củ này dữ lắm nha cô chú anh chị, nằm hơi sâu nha, củ khoảng tầm 20 mấy nha. Bữa không cắt xuống. Cây 27 này em giao lưu là 200k. Rồi sống qua ship luôn cô chú anh chị coi giùm hộ giùm em. Em lên cây mã số 28. Một cây bay quái. Chiều bay là 35. Vị trí hoành cũ là 39. Hoành Thăng 14. Cây 28 em giao lưu là 250k, em bao sóng bao ship luôn. Cô chú anh chị coi giùm hộ em. Củ rất là quái luôn. Coi lượng lắc nha cô chú anh chị. Cây sống khỏe luôn. Em lên cây mã số 29. Chiều cao là 35. Vị trí hoành cũ là 28. Hoành Thăng 14. Cây 29 em cho luôn là 200k, em bao sóng bao ship luôn. Cô chú anh chị coi giùm hộ em, cái form rất là đẹp nha. Giờ chỉ cần mình vô dây mình chơi thôi nha cô chú anh chị. Cây sống khỏe nha. Em lên cây mã số 30. Chiều quay là 35, cây này 2 thân nha cô chú anh chị. Em đo cho vị trí chỗ này là 21. Vị trí hoành thân 12. Cây 30 này em giao lưu là 250k, em bao sóng bao ship luôn. Hai cây bay đuổi nha. Cô chú anh chị coi và ủng hộ giùm em. Rất là lượng đất luôn, cây đâm chồi sống khỏe luôn. Em lên cây 31. Chiều bay là 29. Vị trí hoành cũ là 35. Cây 31 này em giao lưu là 200k, em bao sóng bao ship luôn. Cô chú anh chị coi và ủng hộ em. Cây bay rất là quái nha. Cây lá già nha, cây sống khỏe nha, cô chú anh chị coi và ủng hộ giùm em. Cây thần chậu nha. Em lên cây 32, một cây bay quái. Chiều bay là 22. Vị trí hoành cũ là 31. Hoành thân 14. Cây 32 này em giao lưu là 250k, em bao sóng bao ship luôn. Lên trời ơi, quá trời nha cô chú anh chị. Coi và ủng hộ giùm em, me rất già luôn, me chua. Em lên cây 33. Một cây trực rất là quái luôn. Chiều cao là 23. Vị trí hoành cũ là 37. Hoành thân 15. Cây 33 này em giao lưu là 250k, em bao sóng bao ship luôn. Cô chú anh chị coi và ủng hộ em. Coi rất quái nha. Cũ rất là quái luôn. Cô chú anh chị coi và ủng hộ giùm em. Em lên cây 34. Một cây bay. Chiều bay là 40. Vị trí hoành cũ chỗ này là 33. Hoành thân 10. Cây 34 này em giao lưu là 250k, em bao sóng bao ship luôn. Cũ rất là quái nha cô chú anh chị. Coi và ủng hộ giùm em. Bao sóng bao ship luôn. Em lên cây 35. Cây bay rất quái luôn. Chiều bay là 37. Vị trí chỗ này là 34. Hoành thân 14. Cây 35 em giao lưu là 250k, em bao sóng bao ship luôn. Cũ rất là quái luôn. Cây bay nha cô chú anh chị, bay cũng là quái, coi rất là lượng đất luôn. Cây đâm chồi sống khỏe luôn, cô chú anh chị coi và ủng hộ giùm em. Em lên cây 36. Cũng là một cây trực rất là quái luôn. Chiều cao 42. Vị trí hoành cũ là 39. Hoành thân 16. Cây 36 này em giao lưu là 300k, em bao sóng bao ship luôn. Cô chú anh chị coi và ủng hộ giùm em. Cây đâm chồi sống khỏe nha cô chú anh chị. Em lên phôi Cần Thăng. Cây mã số 37. Chiều cao 15. Vị trí hoành cũ là 28. Cây 37 này em giao lưu là 200k, em bao sóng bao ship luôn. Về chỉ cần mình vô dây mình chơi thôi nha cô chú anh chị. Cây đâm chồi sống khỏe nha. Cần Thăng rất già nha. Cũ quái luôn. Em giao lưu là 200k. Em lên cây 38, một cây trực rất là quái luôn. Chiều cao 18. Hoành cũ là 50. Cây 38 này em giao lưu là 170k, em bao sóng bao ship luôn. Cũ rất là quái nha cô chú anh chị. Chỉ cần mình về mình vô dây mình chơi thôi. Cây thần chậu sống khỏe nha, em bao sóng bao ship luôn. Đây là cây 39. Cũ rất là quái luôn. Chiều cao 18. Vị trí hoành cũ là 37. Cây 39 em giao luôn 150k, em bao sóng bao ship luôn. Chỉ cần mình về mình sang cái chậu cái là đẹp liền nha cô chú anh chị. Coi và ủng hộ giùm em. Em lên cây 40. Một cây chật quái. Chiều cao là 24. Vị trí hoành cũ là 37. Cây 40 này em giao lưu là 200k, em bao sóng bao ship luôn. Cô chú anh chị coi và ủng hộ em. Bởi đế rất là nở luôn. Chỉ cần về mình vô dây mình căng cái tàn ra thôi là thành cây kiển đẹp rồi nghe cô chú anh chị. Coi và ủng hộ giùm em. Bao sóng bao ship luôn. Em lên cây 41. Cây bay. Chiều bay là 19. Tổng vị trí hoành cũ chỗ này là 31. Cây 41 đem giao lưu là 150k. Cô chú anh chị coi giùm hội em cây bay rất là đẹp nha cô chú anh chị. Củ quái luôn, thăng lượng đất luôn. Em lên cây 42 cũng là một cây bay, chiều bay là 30. Vị trí hoành cũ là 39. Cây 42 này em giao luôn 170k. Em bao sóng bao ship luôn, bữa đấy rất là nở nha cô chú anh chị. Coi rất là quái luôn. Coi giảm hội em cây sống khỏe thường chậu nha. Em lên cây 43. Một cây chật, chiều cao 14. Vị trí hoành cũ là 31. Cây 43 này em giao luôn 170k, cũ rất là quái luôn, coi lượng đất luôn. Cô chú anh chị coi giảm hội giùm em. Em lên cây 44. Chiều bay 18. Vị trí hoành cũ là 32. Cây 44 này em giao lưu là 150k. Em bao sóng coi ship luôn cô chú anh chị coi giảm hội em bữa đấy rất là quái luôn. Chỉ cần về mình vô dây mình chơi thôi nha. Cây đâm chồi sống khỏe luôn. Em là cây mã số 46. Cũng là phôi Cần Thăng. Chiều cao là 33. Hoành cũ là 35. Cây 46 này em giao lưu là 300k. Cũ rất là quái luôn, coi lượng đất nha. Cô chú anh chị coi giảm hộ giùm em. Cây bay rất là đẹp luôn. Cây đâm chồi sống khỏe nha cô chú anh chị. Em lên cây 47 cũng là một cây bay rất là quái luôn. Chiều bay là 32. Vị trí hoành cũ là 42. Cây 47 này em giao lưu là 300k. Em bao sóng bao ship luôn rồi để rất nở luôn. Cây đâm chồi sống khỏe nha cô chú anh chị. Phôi Cần Thăng nó lên bông quá trời bông, cây rất già luôn cô chú chị ơi. Coi giùm hộ giùm em. Em lên cây 48. Chiều cao là 22. Hoành cũ là 38. Cây 48 này em giao lưu là 150k. Em bao sóng bao ship luôn. Cũ rất là quái luôn. Coi lượng đất cô chú anh chị coi giùm hộ giùm em. Cây thường chậu sống khỏe nha cô chú anh chị. Bao sóng bao ship luôn. Em lên cây 49. Một cây bay và một cây hồi đầu. Chiều bay là 35. Cây này hai thăng nha cô chú anh chị. Vị trí hoành cũ là 35. Còn nếu mà đo cái cũ chỗ này là nó ra tới 40 mấy lần nha cô chú anh chị. Cây 49 em giao lưu là 300k. Em bao sóng bao ship luôn. Cũ rất là quái luôn, vô đường đất luôn. Cô chú anh chị coi giảm hộ giùm em. Cây sống khỏe à. Em lên cây mã số 50. Chiều bay là 28. Vị trí cũ là 38. Cây 50 này em giao lưu là 300k. Em bao sóng bao ship luôn. Cô chú anh chị coi giùm hội em một cây bay cũ rất là quái luôn. Cây sống khỏe nha cô chú anh chị, một quá trời đâm chồi nha. Em lên cây mã số 51. Chiều bay là 35. Tổng vị trí hoành cũ là 41. Cây 51 này em giao lưu là 350k. Em bao sóng bao ship luôn. Một cây bay rất là quái nha, co lượng lắc nha, cũ cũng quái nha. Cô chú anh chị coi giảm hộ giùm em. Cây đâm chồi sống khỏe luôn. Em là cây mã số 52. Chiều bay là 33. Vị trí hoành cũ chỗ này là 42. Còn ngay cái vị trí này thì cũng 34. Cây 52 này em giao lưu là 300k. Em bao sóng bao ship luôn. Cây bay rất là quái nha cô chú anh chị. Coi giảm hộ giùm em. Cây đâm chồi sống khỏe cô chú anh chị ơi. Em lên cây mã số 53. Một cây chật gói. Chiều cao là 37. Vị trí hoành cũ chỗ này cũng là 37. Cây 53 này em giao lưu là 300k. Bao sóng bao ship luôn. Cô chú anh chị coi giảm hộ giùm em. Cây chật rất là quái nha. Coi lượng đất luôn. Cây đâm chồi sống khỏe luôn, ba sống ba ship luôn. Em lên cây 54. Cây bay rất là quái nha cô chú anh chị. Chiều bay là 26. Vị trí hoành cũ là 28. Cây 54 này em giao lưu là 250k. Em bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi giảm hộ giùm em. Cây rất già cây nha. Cây đâm chồi sống khỏe nha. Em lên cây 55. Một cây chật quái. Chiều cao là 29. Tổng vị trí hoành cũ chỗ này là 43. Vành eo thăng chỗ này thì là 30. Cây 55 này em giao lưu là 350k. Bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi giảm hộ em, cây này giảm có dáng thú ha cô chú anh chị. Coi giảm hộ giùm em. Em lên cây 56. Cây bay 2 thân đuổi, chiều bay là 32. Địa chỉ hoành cũ là 47. Cây 56 này em giao lưu là 350k. Em bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi giảm hộ giùm em nha. Cây rất già, cây sống khỏe luôn. Nghe một nghe cô chú anh chị. Em lên cây 57. Chiều cao là 22. Chiều bay cũng 22. Vị trí hoành cũ là 44. Cây 57 này em giao lưu là 300k. Em bao sống bao ship luôn cô chú anh chị. Coi dâm hồn cây này rất là quái cây nha cô chú anh chị. Cây năm trời sống khỏe luôn. Bao sống bao ship luôn. Em lên cây 58. Chiều bay là 23. Vị trí hoành cũ là 37. Hoành eo thăng chỗ này thì 24. Cây 58 này em giao lưu là 300k. Em bao sống bao ship luôn. Cây bay cũ rất là quái nha cô chú anh chị. Coi giảm hộ dùm em. Cây năm trời sống khỏe luôn. Em lên cây mã số 59. Chiều bay là 41. Chiều ca hoành cũ là 31. Hoành eo thăng chỗ này là 26, 27. Cây 59 em giao lưu là 400k. Em bao sống bao ship luôn. Coi lượng lát cây bay rất đẹp nha cô chú anh chị. Coi giảm hộ em cây đâm trời sống khỏe luôn. Cây mã số 60. Chiều bay là 33. Vị trí hoành cũ là 46. Hoành eo thăng chỗ này là 24. Cây 60 này em giao lưu là 350k. Em bao sống bao ship luôn. Cây bay rất đẹp nha cô chú anh chị. Coi giảm hộ giùm em. Cây đâm trời sống khỏe luôn. Em lên cây mã số 61. Chiều bay là 37. Vị trí hoành cũ là 36. Hoành eo thăng chỗ này là 28. Cây 61 này em giao lưu là 350k. Em bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi giảm hộ em. Cây bay rất là quái luôn. Củ quái luôn, nằm ở dáng rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị coi giảm hộ em nha. Em lên cây mã số 62. Một cây trực rất là quái luôn. Chiều cao là 24, cây trực cây bay. Vị trí hoành cũ là 46. Cây 62 này em giao lưu là 250k. Em bao sống bao ship luôn. Cô chú anh chị coi giảm hộ giùm em. Cây rất là quái cây nha. Em lên cây 63, cũng là cây cuối cùng của cái clip này nha cô chú anh chị. Cây này rất là quái nha. Chiều bay là 33. Tổng vị trí hoành cũ là 49. Cây 63 này em giao lưu là 350k. Em bao sống bao ship luôn. Cây bay rất là quái. Cây sống khỏe nha cô chú anh chị. Coi giảm hộ giùm em. Rồi chào khán giả đang xem kênh là TK Bonsai.